Trời mưa đá, anh ơi mưa đá, nhanh lên anh ra coi mưa đá. Mày dép vô. Đó, có dép gì kia kìa. Dép nè, ở trên nè. Dép vàng là dép luôn á. Để tin tin. Em dùng ra có đôi dép ngoài này nè, mang đạ, mang đạ, mang ui. Ngoài này mưa đá nó hột bự dữ vậy. Trời ơi, phải đóng lúc cửa em. Ôi, rồi hộp mưa đá nè, cả nhà ơi. Mấy năm trước là mưa nhỏ mà nay mưa lạnh á. Đây, hộp mưa đá nè. Nó trắng hết dưới này rồi nè. Đấy, mưa đá nó rất to lắm, năm nay mưa to, hộp bự lắm á. Ê, vô, rớt xuống đầu. Không có ăn á, vô, acid, no good. Cầm lên lại coi, lại lượm lại coi mấy coi. Nó bóc liền. Không phải ai đâu. Thì đó no good. Cầm lên lượm lên. Ước mình. Vô quay lại. Lượm lên lượm cục. Vô em điều. Kia cái cục hồi nãy con dục nha. Đó cục. Ui nhẹ đấy. No nhẹ đấy. Nhẹ đấy please. Nhẹ đấy ăn chó đó. Trai á. Nhẹ đấy. Ngu. Không phải ai. Không phải đế là anh đâu. Ăn vô no good. Đứng coi thôi. Bỏ miệng liền, lụm bỏ miệng liền chứ. Ăn cũng vô mới vô trong bụng bây giờ đó. Con bad boy. Không ăn. Rồi xong rồi cháu nó ăn đầu bụng mà. Không ăn được đó. Thì, đợt này cái hộp mưa đá nó to bằng ngón tay út. Cục đá đó đây nè, cái sân mình nó đen bây giờ nó trắng rồi nè, trắng đắp như kia kìa. Cái cục đá đó nói vậy cho nó lâu tan lắm á, nó lâu tan hơn cái cục đá bình thường của những cái nhà mấy đá người ta làm để lâu lắm nè. Ở đây là cơ bản ôi không nghĩ đây tùm lum thôi. Cái mỗi lần mưa đá vậy nè thì mấy cái cây bông cây hoa rồi nó bị cái mà mình phải lấy nước mình dội nó chứ không này thì dễ bị hư lắm, hư lá hư rồi hết trơn rồi. Ừ trời mẹ đi đâu ô con rể ô không có được uống nó là quan six month một viên uống 6 tháng. Cho vô hết trơn mưa. Nhà hàng xóm cũng đang làm gì á, bữa nay gặp mưa chạy hết rồi. Hả? Không được uống một lần đủ rồi, một ngày một sáu tháng sau uống cầm lao. Bây giờ nó đổ mưa rồi, hết đá rồi đó, nhưng mà đá nó còn ở ngoài kia, nó không tan liền đâu, lâu lắm, trong đây nó còn này. Cái này hột bự lốt bọt bọt bọt. Cái đây mà nhà mái tôn nó kêu thấy thương luôn. Thì có mưa vậy thì nó sẽ mau tan đá hơn. Lô vô Angel ở bên trước nhà ướt đầu hết rồi kia kìa. Đi vô bye. Bye đóng cửa lại. Bỏ dép ở ngoài đây đi, bỏ dép ở ngoài, để nó ướt rồi, mang ra ướt rồi. Rồi đi vô. Bỏ dép ở ngoài. Đây là một cái cảnh chiều mưa ở miền Tây Melbourne. Mùa hè lại có mưa. Mưa đá nữa chứ. Rồi bye cả nhà. Hết mưa đá rồi, giờ còn mưa bình thường rồi.